bất cứ Phật tử nào hay là mấy ông thầy nữa hòa thượng vô là lại ăn, lại 2 ngày hộ pháp ở cửa chùa mình này, đúng không? Rồi lại mấy ông thầy, rồi lại mấy chư thiên, mấy gì chỉ là lính lắc nhỏ xíu của thiên đình của cha thôi, vậy mà lại mấy ngày. Còn cha mà là thượng đế tối cao, vậy mà xỉa xói. Vậy bao nhiêu công đức của mấy người đó lại cha, lại mấy vị hộ pháp, lại Phật, có công đức không? Không có. Cho nên đó là tại sao ma quỷ họ rất là xảo quyệt. Gần mấy trăm năm nay họ làm cho tất cả nhân loại quên đi thượng đế, không biết cha là ai, họ nhận giặc làm cha đó. Không biết cha mình tối cao mà họ quên lãng. Đến ngôi miếu nhỏ vậy mà cũng quên, cũng không có mẹ mình đó. Đó là thiên ma nó làm. Cho nên hôm nay tại sao cha rất là buồn, lập ra thiên tâm để mà tất cả con của cha quay tụ về để nhớ cha. Mình không khấn, mình không nhớ cha mẹ mình, cha mẹ mình làm sao cứu được mình? Cũng giống như các đệ tử có con cái nhỏ nhỏ, nó đi học hay nó làm gì, nó ăn chơi hay nó bồ bịch, mà nó không có chịu gọi về, Tết nó cũng không có về thăm mình, thì làm sao mà mình lì xì cho nó? Làm sao mà mình biết nó sức khỏe như thế nào để mà mình lo cho nó?